Lina, bữa nay Lina đi đâu vậy? Ở tiệm của Tata Phương. Đi tới tiệm Tata Phương ăn Tết Đây mừng nè, bữa quá. nay ăn Tết nè, nãy giờ mới nhớ nè. Đang quay nha. Xin chào cả nhà đi. Xin chào xin chào Elina YouTuber Family. Ơi, bữa 853 các clip. tám năm mới ra một clip. Đây. Ôi, vô clip liền luôn Wow. kìa. Con đi ăn ăn Tết ở nhà của Tata Phương phải không? Rồi. Tata đẩy đi nãy gì nè. Đó, bánh chưng nè, tôm nè. Tôm bự chà bá luôn. Thịt kho nè, bì nữa nè, thấy chưa? Đó. Đây nè. Đúng rồi, thịt con thích đó, thịt kho đó. Rồi đây nè. Một bình mai nè. Rực rỡ luôn. À. Quê đúng rồi, cái đó là Tông Tông làm á. Rồi. Ina thích thịt kho giỏi quê. vậy, tao giống anh Tô My rồi. Nè. Tông Tông làm á, Ina nó nói Tông Tông làm á, củ cà rốt á. Cắt củ cà rốt á. Nghệ nhân, nghệ nhân. Nghệ nhân. Nghệ nghệ nhân tỉa cà rốt. Đó, thấy chưa? Bên đây là cái gì? Hồ Hoàng Kiếm hả? Chùa. Cái đó là gì anh? Này là chùa gì? Chùa Thiên Mộ 2, 3, 4, chiều 5 tầng. Chùa Năm Tầng. Đây nè. 7 giờ đâu có nhớ quay đâu, nãy giờ lo chụp hình quá trời, chắc mày mới nhớ quay. Trời nước là được rồi, đâu cần nước. Chuẩn bị ăn nha, nay là ăn Tết nha cả nhà. Mùng 3 Tết nha cả nhà. À bữa nay đúng rồi, nay mùng 3 hả? Mùng 3 rồi. Ok, nay mình mới ăn Tết nha. Ngoài ăn cái bánh xe mà nhiều Ê. Quay nè. Năm mới vui vẻ nha. Đó đang quay á, chúc đi. Đó. Elena chúc đi, trời nãy cầm máy lên Elena chúc chào đi. Cả nhà liền. Chúc mừng năm mới cả nhà. Chúc mừng năm mới cả nhà đúng rồi. Đó làm hồi hồi mẹ làm clip liền nha. Ba nát xe cho em xin đi, ba nát xe đi. Chúc cho kênh của Elina Family là triệu view nha. Chắc nằm mơi. Mà phải ra clip nhiều điều nha. Elina triệu view nằm mơi. Triệu Còn còn view nha, kênh của Elina lên kênh là triệu view còn liền. Kênh của ta bao nhiêu view Kênh còn ăn con view hơn Elina Family nữa. Kênh của ta bao nhiêu rồi? Hôm nay là nhà hàng đóng cửa ăn Tết nha. Mới không không có tiếp khách. Chỉ tiếp mình nhà Elina. À, khách VIP á, VIP á. Đây nè. Đây nhà hàng ha. Đây là bên đây. Elina để mẹ quay xe nhà hàng của Tata nè. Đây. Tata có hồ cá nữa nè. Nhà hàng nè. Có hồ cá ha, đây sảnh vô ha, có con rùa. À quay gì hả? Con rùa. À quay để mẹ nói cô giáo nha. Ina hỏi Tông Tông con rùa này bao nhiêu năm mày Ina? À gì để hồi mẹ nào biểu ba nói với cô giáo. Ina hỏi Tông Tông con rùa bao nhiêu tuổi? Con rùa hả? À. Con rùa này em về đây là 15 năm rồi đó chị, trước đó nữa. Trước đó là có luôn hả? À, Chủ chủ cũ mấy có nuôi luôn hả? Tuổi Thôi. Vô đây quay lì xì đi nè. Nhiều nhiều tuổi lắm, nhiều tuổi lắm. Đây nè, đây là ở ngoài cổng vô ha. Đây là chỗ cái bàn tiếp tân. Lên trên lầu là có khách sạn á. À, không biết bao nhiêu phòng không nhớ nữa nhưng mà ở trên lầu là khách sạn. Quý quý, à, tao mẹ quay bên kia cái. Đây nè. Bên đây còn một phòng nữa nè. Nhóc bàn ghế luôn. À. Ở đây là đãi tiệc tùng đám cưới đám hỏi gì là tưng bừng luôn, bự chảng. Đây có một bình đào. Nè, đó. Anh xin quay, anh xin cầm máy quay. Xuống vậy. Mày biết. Rồi. Ê, mình cầm có nè, quay đi, quay đi đó. Elina, Elina chúc Tết cho ta đi. Chúc Tết cho ta nha. Nhiều sức khỏe, có nhiều tiền.
nhiêu tiền nữa, phái. Rồi tiếp. Cái gì nữa ta? Sức khỏe nè, có nhiều tiền nè. Năm sau... Mặc thêm 10 kg nữa. Thôi, không ham. Thôi, được rồi, sức khỏe nhiều tiền là ok rồi. Thì xì lý hơn đi nè nha. Bijou rồi, ta đi. Bijou. Đây, năm mới em chúc anh chị đặc biệt là... chị á, okay. Chị á, trời ơi sao vậy, ở đâu rơi xuống vậy, chưa có chúc xong luôn nữa đâu rơi xuống vậy nè, em lì xì cho chị, ok, anh với chị năm mới nhiệt sức khỏe trước, ok, sức khỏe, có sức khỏe rồi phát tài mấy hồi nhiều nha. Khách đông khách đó, rồi đúng nào cũng đông khách hết nha, không đúng nào cũng đông rồi, sau cái clip này biết đâu chúng số cái là nghỉ làm luôn. Merci. Này là lì xì cho anh chủ rồi. Nha. Chúc anh cảm sức khỏe nè. Chúc anh một phát một hơi năm sau hung dữ hơn năm nay nha. Rồi mẹ xì cảm ơn em à. Cảm ơn ngay hay về chồng. Đem về. Lì xì cho anh ba với lại chị hai, chị hai nha. Quê ở chợ. Lì xì lấy con. Nhỏ của mẹ. Có luôn. Cái lời của em. Chúc cho anh năm mới sức khỏe. Cảm ơn. Phát tài thêm chút nữa. Phát tài thì... Nếu mà lỡ mà 500 ngàn thì chia xin chút xíu. Rồi, 500 ngàn. 500 ngàn, nghĩ lời không? Nghĩ lời không? À, 500 ngàn mình đóng cửa đây, đóng cửa đặng đi về nè. Đi ok chưa? À, đứa nào đúng 500 ngàn đứa đó phải làm vậy nha. Cảm ơn chị. Đi nữa nè, phải đọc. Em Phương, chúc em Phương luôn vui vẻ. Luôn vui vẻ hạnh phúc phát này tài em, phát lộc nhiều niềm vui và may mắn trong năm mới. Cảm ơn anh chị nha. Tata cado cho con, lì xì cho con này, Tommy với Tony đưa giùm Tata hòa lại. Ui hồi cạo, hồi cạo ăn xong rồi hồi cạo là không có đứa nào ăn gian được hết. Trời ơi, cạo xong là không có đứa nào ăn gian được hết. Nghĩ tới cái chuyện ăn gian luôn kìa. Để đi nhà em vào bể mồi cạo chút cái là tặng cái lì xì không phải mình đóng cửa đi mua vé bay này đó. Ừ, rồi đúng rồi đúng rồi đóng cửa rồi đóng hai tiệm đi cùng luôn. Rồi cái này là của em nha. Rồi giờ em. Vô à, ăn cái này rồi. Là của em nha, đúng là tiền của em nha. Rồi giờ vô ăn nè. Không à cạo đi, mình trúng là khách nó buồn, tại vì mình trúng là mình đâu có mở cửa đâu, đóng cửa mình đi ba căn 2 tháng anh Hoàng hả? Ok, mình trúng 400. Nào, có trúng không? Dạ, 400. Thôi, hey, thiệt nha. Hả? Thêm một cái 400 nữa là 400 thiệt nha bạn. Không sao, được không? 17. Let's go. Cái này có một cái hả? Mèo ý, cái này có chị phải không? Cái đỏ là của chị, em hết biết. Cái này của anh Trinh. Ờ, mình bậy cái là mình không có ghi tên. Chị còn chị không có ghi tên. Chị còn chị còn có ghi lời chúc đồ đây. Ừ, chị có em muốn ghi. Trời ơi. Cái trò thấy tập tiền trong học kém đi. Đó, lấy được đây, cái này đó. Xui á. Bậy rồi, cái này 400 mà có một cái 400 thôi à. Phải có thêm cái 4.000. Trời ơi. Tiền trúng lô tô quá, không có đóng thế hả các bạn ha? Có đóng mà chị? Không, có. Chắc bao nhiêu tiền á chị ơi? Không, không có đóng luôn. Không đóng luôn hả? Quê không phát đóng. Nét, nét. Người ta đi mừng thì bắt đóng muốn chết. Quê, nhưng mà trúng lô tô không có đóng. Nhưng mà nhớ nè là gì nữa nè. Thí dụ như á, mai mốt mà trúng mà nhiều á, muốn cho ai á, phải kêu á FDG. Được luôn hả? FDG. Ví dụ như giờ trúng nhiều luôn hả? Trúng nhiều, trúng trúng nhiều á. Đây này coi, muốn coi ai thì chủ lô tô chị nè. Là kêu FDG, giờ mày muốn tao, ví dụ giờ trúng 1 triệu đi. Ừ. Mày ghi cho tao Mỹ Lan 200 ngàn, Tommy 200 ngàn, Tony 200 ngàn, anh Hoàng 200 ngàn, còn tao 200. Ví dụ vậy. Để làm gì? Để không khỏi phải đóng thế, tại vì tiền lãnh lô tô là không đóng thế. Mà nếu mà em không làm như vậy, em lãnh 1 triệu đi, rồi mai mốt em mới cho là mấy người kia lãnh tiền của em phải đóng thế, tại vì tiền em cho. À, nếu mà cho trước khi lãnh thì không đóng thế. Cho cái ngày mà khi mà em lãnh tiền á, em cứ nghĩa là em kêu người FDG, mày ghi check cho người đó vậy đó. Thôi tới đó tính đi. Mốt mà trúng 5 nhớ khai em vô không? Là phải chia.
muốn khỏi đóng vé cho nó. Tại vì á, lịch của tay á, 1 năm mình được 10 năm mình được cho con mình có 100 ngàn, không đúng thế à? Và là cho nên là nếu mà về em lấy đúng không, anh Hoàng mới nhận. đã anh Hoàng mới biết 2 năm nay. Rồi đã gì, đã gì. Nhưng mình đâu có giữ đâu. Rồi. À, cho nên là muốn cho nhiều phải đóng thế thì tội gì phải để đóng thế đúng không? Cái lực đó thiệt luôn á, mới biết 2 năm nay. Với chị không có được nhận lần nào nhưng mà chị biết. Mà chị biết hồi nào? Chị biết lâu rồi. À, anh Hoàng đâu biết đâu. Anh Hoàng khi nào được cho mới biết. Thằng Lô Tè nó nói. Quay giống như giờ nè. Khi mà được cho đó, khi mà được cho mới biết. Còn hồi trước chưa ai cho hết. Rồi, ngày mai mở tiệm. Rồi, ngày mai mở tiệm hả? Ngày mai mở tiệm, mình tiêu, trời ơi. Ngày mai mở tiệm. Tiền của tôi sướng cái là không phải đóng thế. Chợt lớp 2. Chợt lớp. Chợt lớp 2 là số 12. Nói chứ cái nào 500 euro này là 500 tỷ euro, 500 ngàn euro này khó ăn hả? Dễ cạo hơn mấy cái đúng khác. Đúng rồi chị ơi, mấy khác khó hiểu hơn. Khó không? Hiểu à. Alo, giờ số nè, 12, mình không có 12. Số 1, mình không có số 1. Số 3. Kinh. Mình không có số 3 luôn. 22. Đợi 22 đâu, không có 22 luôn. 26. Trời ơi, không có 26 luôn. Phải, có 25, 27 vậy, mắc dịch vậy đó. Cái nè, thấy chưa? 26 không có, thấy chưa? Mà có 27. Có 25. Chưa? Có 24, mình 26. Thấy chưa? Chật luôn. Thấy chưa? Chật luôn. Đó. Rồi mai mở tiệm, mai mở tiệm rồi bà con cô bác ơi. Ngày mai nó phải đi cài tiếp rồi bà con cô bác ơi. Trời ơi, chật luôn. Rồi bữa tiệm em nó tới kiểm tra anh Hoàng mà nó bất ngờ đột xuất á. Ai kiểm tra? Tụi Lotto á, FDG á. Mà nó kiểm gì? Nó kiểm coi cái có mình hả? Quê có mình làm đúng được không á? Quê có bị không? Không đâu bị đâu, xong rồi nhận được giấy nó nói là mình tốt này kia kia nọ. Là là tới cái ngày 26 tháng 1. Cũng hay đúng không? Cũng hay luôn. Mình đúng luật, em mà không đúng luật nó bắt anh đóng hay vậy á. Mà không đúng luật làm sao không đúng luật? Thí dụ như nó sai mấy đứa nhỏ vô. À. Hay là thí dụ như mà trước đó có ai vô không? Trước đó có đứa nít nào vô không? Không nhớ nữa, nhiều quá mình cũng không nhớ nữa. Rồi coi cái đúng 18 tuổi, dưới 18 tuổi. Quê dưới 18 tuổi, thường mấy đứa nhất là mấy đứa nhỏ nhỏ anh xin sợ lắm, anh xin thay đời con cả cái đông tin. Đúng rồi. Quê. Đó, rồi vé mà sai á mình có trả lại cho khách hay không? Ví dụ mình hỏi khách nó không mà giục đi thì mình mới giục. Trời ơi, nàng ở đây có số 38 mà. Vé đúng là mình phải xé bỏ 28 mà. Không là được 10.000 rồi. Vé mà gan nhê á là mình phải xé. Trời ơi, cái chi này là số 33 rồi. Trời ơi, cái này 100 ngàn rồi trời ơi. Hôm qua, cái này 13 mà, cái này 15 nè, không là 58 rồi. Thôi là 500. Sửa lại đi. Có quay phim hả? Sửa lại đi hả? Quay phim. Quay, tao đang quay. Trời, chắc coi. Tao đang quay. Ở đám đi quay xui quá. Trời ơi, trời, đâu đó thấy không? Đâu có dễ ăn đâu bạn. Đâu có dễ ăn đâu hả? Trời ơi, dễ ăn này chắc là tụi nó đi cạo hết rồi, ngồi đây đi mòn làm gì. Con này dễ ăn nha mọi người. Sao, dễ ăn không? Không có dễ ăn bạn ơi. Nè, em 13 đi ha, 13 là 500 nghìn nè. À, 13 500 nghìn. Cái này có 15. Đây mình trời 15, ơi. Làm cho mình tức vậy hả? Trời, 26 rồi. Nè, 25 nè, ngàn nè, thấy chưa? Nè, toàn là sơ xích nhất, nhau không. Nhất à. Nốt không à? Cái này có được đồng nào không vậy? Không, 30. Ê, cái này em phải cạo dưới này nữa nè. À, dưới này có hả? Có. Không, em đâu có chơi, biết chơi đâu. Dưới này em phải cạo nè. Thí dụ trên này 6 gì, 6 bích. Dưới này 6 bích bao nhiêu tiền? Em phải cạo 6 bích nữa. Trời ơi. Chắc được đường. Thằng này rồi. Phải cạo dưới này nè. Đi mũi né mọi người ơi, đi mũi né rồi. Đi mũi né. Đó. Đó là nó phải cạo đó, giống như anh Hoàng đang cạo bên kia vậy đó. Đó giống như anh Hoàng đang cạo à. Đó. Ở trên con gì dưới có con đó mình trúng là mình có tiền. Thomas. Thomas có không? Super carte.
Je dois si vous remportez un as de cœur. Un as de cœur. On entend un as de cœur. Con. Cái as de cœur này hôm bữa có người 500 ngàn trúng ở ngoài pin rồi đó. De votre carte correspond à plusieurs éléments, vous gagnez le montant ceci. Ok. Quand? Bakke. Si vous trouvez un montant au taux central, vous remportez. Si vous trouvez un montant au taux central, ah, le taux central, c'est celui-là. Mmh, oui. Ah, zéro! Les monnaies, non? Les monnaies, hein? Mình chỉ tự lãnh được tới 30 ngàn thôi bạn. Cũng phải quay đi nếu mà trúng hơn. Hơn 30 ngàn mình không trả được. 30 được rồi bạn, chuyến đi đó. Phương trúng 30 ngàn là chị trả được. Chị được quyền trả cho khách tới 30 ngàn euro. Nếu bự hơn nữa thì phải đi lại FDG. Cái này là mình cạo rồi, cái này là cạo đi với ông mà vẫn... Không bỏ vô máy. Quê, bỏ vô, để em bỏ vô máy control lại. Dạ, cho nó siêu quê. Sao đây? Số 10. Cái đó là Astro em cũng gành á, bỏ vô máy cho chắc ăn. Kỳ vậy. Trời ơi, kỳ vậy. Đầu. Sao đâu? Nó anh chưa cạo hết. Ấy tới lộn, dưới này nữa. Bonus. Cái này bà mấy bà già gành lắm á. Mấy bà già trời mua này miết à. Nhà về hưu rồi, mua về cạo thôi. Rồi. Có cái thằng khách mắc cười cũng chết luôn, nhiều khi nó cạo qua xong rồi chưa gì hết mà nó biết nó sai, nó trạc vậy, nó xong mày nhanh vậy, nó nói trời mày ông bút xe tao đi. Nó chơi với nó gần. Bên sông hả? Dễ thua. Cạo đi. Của em làm trúng rồi đó. Này nè. Trúng được 10 đồng hả? 10 đồng. Ngày mai em có vốn chơi tiếp hai cái cash. Em nói với Phương. Tức là có thêm hai cơ hội 5 tâm rồi đó. Đúng rồi đó. Có thêm hai cơ hội đó. Hai cơ hội. Mày nói nha. Chỉ là thích cái cash thôi. Cái cash là mới trúng nhiều nha. Cái đó mình tự quay mình luôn nè. Tự quay mình luôn. Phải quay người ta cạo chứ. Tự quay mình luôn. Ờ, cái video này tiểu Will nha. Tiểu Will. 19. Không có 19 tiêu rồi. Cạo đi, cạo khí thế lên, đừng nói bụng ăn sợ tiếng. Có không, chúng không? Tóm lại là của Phương có được x nào không? Chật lắm. Thường y tôn á. Có được x nào không Phương? Càng trúng ít. Có được x nào không? Con khỉ nào chưa á. Trúng này nhiều quá là. Số không trúng luôn hả? Không. Không có nhiều tiền. Năm nay là 57 không có luôn, 51 có không? 51 có nè mà không có trên đây. Chật lớp hà. 51 ở trên không có luôn hả? Không. 46. Cùi bắp đi bộ đội hết rồi. Không có 46. Có 12. 41. 34 chật lất luôn. Trời ơi 40. Rồi đi bộ đội. Ê 31 có không có luôn hả? Số 6 không có luôn hả? Không có được x nào luôn hả? Thua rồi bạn. Không có x nào luôn. Ủa này đâu tự nhiên cái số này cạo chi nữa trời. Ui. Ừ giống em nãy em cũng cạo khúc đó. Này có nổi lên. Nổi lên rồi nè. Em nãy em cũng cạo số 255 nè. Của Phương là không có đồng nào luôn. Không. Này đi bộ đội hết rồi nhưng mà để đi. Để ngày mai chị công thon lại. Ngày mai công thon lại. Bỏ vô máy lại cho chắc ăn. Máy nó kiểm cho chắc ăn. Thôi. Làm tiếp đi, làm mấy cái đi. Kiếm cơ hội 500 ngàn. Đi thăm phở cái. Kiếm cơ hội 500. Ê mà Phương em cạo chứ em có biết không, lỡ em cạo cái kia là không được á. Có chỗ nào nguyên không cạo. Đúng rồi, quay chỗ đó. Em không biết nào trúng thôi nhưng mà cái nào nguyên em đôi là không được cạo. Ui. Cái đó chỉ dành cho những người làm lô tô công thon. Vé nào mà trúng nhiều lâu nó kêu công thon là em phải cạo cái đó ra để em bấm cái số nó đòi. Là số đó em sẽ tap B lên cái số đó. Nhưng mà mỗi một cái chiếc kia đó cái cốt bạc hết rồi. Ừ. Vậy mà lâu lâu nó vẫn phải đòi á. Ui, vậy mà lâu lâu nó vẫn phải đòi anh. Lâu lâu nó đòi số dưới này, cái em phải cạo số này ra. Đó, cái đầu phải đánh số này vô máy thì nó ok. Giống như cái trong cái máy của mình bỏ vô con thôi. Ui, bỏ con cốt bạc. Ui, nó biết ui. Cái kia này ra như vậy. Ừ, ui. Thì đó vậy vậy. Có không? Cash có không? Đâu? 15. 11. Rồi, để đây đi con thô lê cho. Nhiều khi trúng cái giá bộ không nói không trúng, cái không chịu chia nè, thấy không? À, trúng không chịu chia. 21. À, anh cạo chưa hết mà. Rồi bây giờ á ăn mặn 1 xong giờ tới ăn mặn 2. Mặn 2 là ăn phở. Đầu tiên là mình ăn Tết, bây giờ là mình ăn phở nha, phở bò.
Phở bò. Bỏ rau thơm cho anh. Cuối cùng chúng được nhiêu bạn? 25 đồng. Anh nhớ nữa. 25 đồng. Chê. Có còn hơn không? Cuối cùng chúng được 25 đồng. Ê, anh thiếu giá đấy, em thiếu giá anh. Giá. Nè, tương đen. Giờ ăn tiếp tương nữa. Ăn xong rồi làm gì nữa Phương? Ăn xong rồi mình hát karaoke nha mọi người. Xin ơi, xin đá gì rồi đó. Xin ơi, xin đá gì. Ina đi học rồi. Ina đi học rồi hả? Người đi học. Ina đi học rồi. Ăn no xong rồi cái mình lên mình hát.